giảm chút coi ngộ không? Đi làm gì giống như điên vậy mày? Nhảy lên đi, hôm nay Bình Thanh Lý hàng cũ, có nhiều món hàng độc lắm. Tại đó tại cho mày mua vậy món gì lấy le với thiên hạ chơi được không luôn? Mày biết rồi, nhưng mà mày phải để tao kịp thở chứ ngộ không. Bây giờ tới đây rồi đi đường nào nữa? Phải đi. Đi đường này có yêu quái không vậy ngộ không? Đã có ngộ không thì sợi lông cũng không có. Yên tâm đi. Ủa, mày bị giặt lông hết rồi hả ngộ không? Giặt lông tổ cha mày hàng lâu, mày bị khùng hả? Không được nói lưu khùng, lưu chỉ lùng bùng nên mới nói vậy thôi. Im đi, tao nghe có mùi sát khí ở quanh đây. Tao mới địch đó ngộ không. Nhìn kìa, tao nói có sai đâu, là yêu quái. Hả? Trời ơi yêu quái à ngộ không? Tao đã nói rồi đừng có quẹo phải. Đứa nào dám bước qua địa phận này, tao sẽ táp mòn đít. Cấm đứa nào qua, hai đứa bay từ đâu tới? Lưu à, tao thấy không ổn rồi mẹ ơi. Tự nhiên nhìn con yêu quái này tao quý quá trơn luôn à. Ừ, nhìn nó vừa ngu vừa dữ. Có cách nào vượt qua ải này được không ngộ không? Lưu à, tao nghĩ mày cứ đi trước đi. Vậy còn lại cứ để tao lo. Tên nào dám qua, ta cắn mòn đít. Đi nhìn lên đi Lưu, để tao ở lại. Mày cứ đi đi, không cần phải lo cho tao. Mày bắt tao đi trước tao mới lo á, hàng ngộ không mắc gì. Thôi mà đi luôn sợ gì mày? Chỉ giỏi cái mỏ không à? Nhìn tao hiên ngang bước đi nè. Hàng này láo, mày không sợ tao hả mày? Hàng sợ thấy mù nổi luôn ý chứ sao không sợ? Quả lão, mày con ngon thì đứng lại cho tao. Ngu gì đứng ông nội đứng cho chết hả? Tao còn thằng khỉ kia nữa. Không ăn được mày tao cũng ăn thằng kia. Chết cha, thằng Lưu nó đã qua được, bây giờ tới mình tính làm sao bây giờ đây? Phép thuật thì bị mất, gậy như ý cũng bị chơm, còn có tre bơm cũng bị chĩa, chắc chết ở đây qua. Thằng này có vẻ lề mề, mày nhanh lên coi thằng kia. Anh đừng có hù em, làm em sợ. Ê, trời ơi, cục đá trèo lên cũng không nổi nữa là sao? Mày lẹ lên coi ngộ không, chậm quá bên thanh lý hàng cũ họ đóng cửa đó. Thôi mày đi đi Lưu ơi, tao không dám qua. Nhìn hàm răng của con yêu quái kia thấy ghê quá. Ê, nhưng mà tao có cách rồi, mày đợi tao chút nghe Lưu. Cách gì vậy ngộ không? Tao sẽ núp nó một thời gian. Tại sao? Mày đợi tao nghe Lưu. Rồi tao núp xong rồi đó. Đợi con yêu quái nó chán cái chúng tao qua được hả? Mày không nói ngộ không? Mày có biết trời đang nóng nực lắm không? Sao đợi được? Tên đó đâu rồi ta? Mới thấy này mà tự nhiên mất tiêu. Còn phải giữ thật bình tĩnh. Thở cũng không được thở, địch cũng không được địch. Nhất định phải khéo léo cho tên yêu quái này. Để đi ngộ không ơi, Lu mệt lắm rồi. Cái thằng Lu này ồn ào quá. Tình hình có vẻ ổn, phải nhẹ nhàng mới được. Ba bước đi, một bước ngồi. Để đi ngộ không ơi, mày đâu rồi? Nóng nực quá đi hà. Cái thằng Lu này phiền phức quá. Tao đang tới nè. Mày để ý giùm tao cái con yêu quái kia có nhìn thấy tao không? Để đi ngộ không ơi. Nhưng nó chưa thấy mày. Nó đâu rồi? Thằng kia. Mà mẹ nó. Lu ơi, tao tới rồi nè, tao tới rồi. Ngộ không à, bây giờ tao đã hiểu tại sao mày bị đeo vòng kim cô. Tại sao? Mày khùng quá rồi ngộ không ơi. Sao đường tối thui vậy hả Lu ơi? Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.